nè con Có thật là ông ngoại đã đi đến một nơi xa như chị Sen không chú? Hayuna à, à. Em yêu à Giờ cũng trễ rồi mai đi có được không? Anh đang nói cái gì vậy? Giờ đi đã không kịp rồi đó à. Nhưng em không thể bị mất sức được Nè nè có chuyện gì Nửa đêm rồi còn đi đâu Ba của chị Anh Hy mới mất rồi mẹ Trời <laughs> đất ơi Trời ơi vậy bây giờ phải làm sao đi Hồi nào Dạ hồi chiều Bởi vậy con mới ghét lấy chồng ở cái nhà này đó mẹ à. Không muốn dính líu tới cái nhà này một chút nào hết Chị chồng à Chị thân với sơ sức chim tới như vậy thì nhắn dùm nha Ngày trời có sấm sét cẩn thận bị sét đánh chết đó và bà bắt bóc e đó nữa phải đứng ra xin lỗi mới chấp nhận được đã là con người thì phải có chút lương tâm chứ nè sao mà con lại lớn tiếng với cha cung của mẹ như vậy vì con quá tức giận đó mẹ nên muốn dễ chuyển lời giùm con thôi không có chuyện gì hết không gặp mặt nó và xe xuất chim đã chấm dứt từ đời nào rồi vậy thì tốt rồi con không còn gì để nói nữa hết kể từ ngày hôm nay con sẽ trốn mắt lên chờ ngày sau xuất chim bị xét đánh chết <laughs> Trời đất ơi, con nhỏ này Mẹ à, mẹ nhìn bữa nay thôi Tại cô ấy đang tức giận quá Bộ nhà chúng ta làm gì sai hay sao Nhà chúng ta cũng đang quản loạn mà à... Đúng là cái thứ không hiểu biết Con đi với cô ấy đi Ai trời ai... Nè con Mẹ thấy rất tội nghiệp cho thằng Súc Chin đó quá Hả Ôi trời, cũng chỉ tại con mụ đàn bà bắt bóc e đó Mà cuộc đời của nó phá hỏng hết còn gì ôi trời đất ơi là chị à xúc chin có ở nhà chứ tôi tới nhà hàng nhưng không thấy nên tới đây luôn <laughs> em không biết là có chuyện gì nhưng mà chị tới đây trong tình cảnh này không hay lắm đâu có ai tới vậy nói chuyện chút đi nghe nói là ba của anh hi chết rồi cái gì chị ưng hi phải làm sao đây mẹ của anh đâu đang ngủ rồi dạo này bà ấy không được khỏe súp chin à anh mau đưa mẹ anh tới đó đi đưa đi đâu kia chứ tới cầu xin inhi tha thứ đi nói xin lỗi họ đi mà không được không thể sao súp chin chỉ còn mình anh thôi anh phải làm thay mẹ chứ Kim Si tại, tại tại sao ông lại tới đây được? Ra ngoài đi, ra ngoài, xúc chi à? mi xúc à? Bà hạnh phúc không? Ông ông nói cái gì? Bà tưởng chỉ cần tiền là được hạnh phúc ha? Bà lấy hết tiền của tôi rồi sống trong nhà lớn như vậy, bà có hạnh phúc lắm không? Chuyện đó không liên quan gì tới ông, là cuộc đời của tôi. Vậy cuộc đời tôi thì sao? Còn cuộc đời con gái tôi, ông đừng có làm như vậy với tôi nữa trả lại cuộc đời cho tôi nếu như bà không trả những năm tháng đó thì phải sống trong đau khổ mỗi ngày bà sống đều sẽ phải chịu đựng đau khổ tốt cùng tôi sẽ chờ đợi bà lúc đó gặp lại bắt bột e không đâu đừng có chờ tôi không thích tôi không thích tôi không thích không thích, không được, không thích, không được, không. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Mẹ à, mau lao đi lúc nãy chị cha cung có tới đây, chị nói chú si quan đã qua đời rồi. Cái gì? Khi nào? Hôm nay chị ấy tới kêu anh đưa mẹ tới đó nhận lỗi. Còn nói cha cung kêu mẹ tới đó nhận lỗi à? Dạ. Đúng là điên rồi. Nói nó tự lo cho bản thân của mình đi. Mẹ à mẹ đừng như vậy mà tới đó cậu xin họ đi ồ ừ. ào quá mẹ có làm gì sai đâu đúng là con người dai như đĩa vậy mới đuổi theo mình tới tận trong giấc mơ còn chết thì cứ chết lặng lẽ đi sao mò tới tận giấc ngủ của người ta quấy rối dám <laughs> cướp mất cháu của tôi đáng bị trời trừng phạt mẹ à, con ôm à quá đi, đừng có la lối như vậy nữa. mẹ à, con thấy sợ lắm, mình tới cầu xin đi mà mẹ. ra ngoài đi, con còn nói như vậy hoài thì ra ngoài đi. mẹ đang muốn bóc quả rồi, mang cháu người ta đi rồi còn chụp hình gia đình. tất cả là tại cha cung nên mới có cớ sự này. đám người đó kim cha cung, kêu nó đừng xuất hiện trước mặt mẹ lần nào nữa ra ngoài đừng ở đây nói nhiều nữa im im si quan ông cứ xuất hiện đi tôi sẽ làm cho ông chết nữa anh à Lúc nãy em không nghe mẹ nói cái gì hay sao? Không đi xin lỗi được đâu vậy thì anh mau đưa mẹ tới cầu xin họ đi chứ không đâu anh không thể thuyết phục mẹ được em thật sự cảm thấy rất sợ đó anh à nếu như em thấy sợ thì ra ngoài ở đi <laughs> nè cái này là sao anh à Mấy căn lớn vẫn đang trong thời hạn cho thuê cho nên anh cho em thuê căn nhỏ. Em với Du Tri sống ở đó cũng ổn mà. Vậy còn anh? Anh sẽ sống cả đời ở đây với mẹ. Chị cha cung đến kêu anh đi xin lỗi họ đúng không? Mẹ nói với cô ấy là đưa anh ra nước ngoài sinh sống. Mẹ làm vậy? Mẹ nói vậy với chị cha cung sao? Mẹ muốn chiến đấu đến cùng rồi mà. Tóm lại là không có chuyện đó nữa. Em cũng hãy mau đưa ra quyết định đi Cảm ơn anh Em sẽ không quên ơn anh đâu Chú à ừ, Cho hỏi ai vậy Cậu là ai vậy Không, ừ. không, ừ. mà ăn cơm Ăn cơm Mầm 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 Con <laughs> thành thật xin lỗi chú Cây của ông ngoại Im siêu quân <cười> 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 anh à, bây giờ bà với mẹ được ở cạnh nhau rồi, chị thật sự thấy rất biết ơn vì được gặp lại ba, và được gặp lại em, chị ơi. <laughs> <laughs> em phải ăn đi chứ bây giờ em đang ăn cho hai người lẫn đó không được nhịn đói đâu con không muốn ăn gì cũng vậy vậy thì chúng ta ăn chừng mười muỗng thôi hai dun em nữa đó <laughs> mười muỗng lận hả nhiều hả à. dạ hai vui nè ăn đúng năm muỗng thôi ha năm muỗng thôi cũng được <laughs> phải cho chị anh hy ăn nữa cô cung xuân sẽ mang đồ ăn tới đây mà anh cũng cần phải lo đâu ờ à, vậy hả vậy anh sẽ ghé qua chỗ cửa hàng mình cô cung xuân chắc là cực lắm em ăn đi nha sao? từ giờ ông không về nữa sao vậy? dạ thưa giám đốc, xin chào một chút. chú Im siwon Won đã ra đi bình an rồi có phải không? ờ, cũng nhờ anh. Thật ra trong lúc quay hình, ông ấy nhờ được cho giám đốc cái này. Cái này là gì? Hình như chú ấy biết rõ bệnh tình của bản thân mình thì phải. Chú ấy nói muốn sau này cho mọi người coi, chú ấy đã nhờ tôi như vậy. Anh hãy coi cùng với mọi người đi. Ờ uh, dạ, yeah. cảm ơn anh rất nhiều. Ờ, à, à, được rồi Chỉ cần nhìn vô trong này phải không? Là ngoại kìa Dạ, chú cứ nói thoải mái đi chú Hayuna, con ngồi đây xem đi Ơn hi à Ơn à Các con của ba Bye. Trong lúc sống ở viện dưỡng lão Ba cũng thường hay ho rồi ra máu nữa Nhưng uh, bà ngốc nghếch sau này mới hay biết được ba đúng là người ngu dốt bên hi à bên à, nếu chúng ta được gặp lại nhau sớm hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu ha à cha nhưng dù vậy ba vẫn thấy hạnh phúc mặc dù hai con không làm được nhiều như kỳ vọng của ba ờ uh, nhưng mà ba có rất nhiều thứ tự hào được thấy uh, các con gặp được người chồng tốt ba còn mong cái gì hơn chứ còn chuyện này uh, ba có chuyện này nhờ hai con ờ uh, ờ uh, ba mong các con được sống thật tốt đừng mang thù hận ba thấy rất hối hận vì đã mang thù bác, bác bốc e các con hiểu lời ba không Bà ơi bà, nếu như có chuyện làm mình tức giận thì phải câm hận chứ. Bà cũng thấy rất đau lòng vì chuyện của bà Park. Nhưng mà chúng ta đã gặp được thông gia tốt. Có thông gia nào tốt hơn nữa hả con? Không khác một người bạn. Bà đúng là một người có nhiều phúc đức. Khi các con đang coi đoạn băng này, có thể là ba đã không còn sống trên thế gian này nữa Còn phải cố gắng sống thật hạnh phúc Bà chỉ còn mong như vậy thôi Con rể ly Bà nhờ con giúp đó nha Dạ thưa ba Bà không cần phải lo gì đâu Anna à của ba Mau hồi phục hoàn toàn đi Đừng có đau bệnh nữa. Hayun à. Dạ. Ông ngoại xin lỗi tập thật tốt. Nhớ nghe lời ba sau khi con nhập học rồi á. Nhớ phải chăm chỉ học tập thật tốt. Nhớ nghe lời ba và mẹ con, có biết chưa? Dạ. Ơn Hi à, Ơn A à. Chắc bây giờ ba phải dừng rồi, à, chắc con người già đang quay mỏi tay rồi kìa vậy thôi, dừng lại thôi ha. Bà yêu con, tạm biệt. Chúng ta dừng thôi. <cười> <cười> tạm biệt. <laughs> Thiệt tình Tôi đã cố nhịn lắm rồi Nhưng mà thật sự không tài nào nhịn nổi được nữa giờ đi Tôi sẽ đứng ra xin lỗi thay cho họ Thật sự xin lỗi chị anh cần anh cần gì phải xin lỗi thay chứ người phải xin lỗi là bà bắt phúc e phải phải bắt bà dạ nó tới chứ có quan xin tôi tôi sẽ nhận lời xin lỗi cảm ơn cậu đừng có khóc nữa mà đi hai vương đi mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa chị ân hi em xin lỗi chị ủa em vẫn chưa tan làm hả em phải về chứ em muốn gửi tin nhắn cho chị ân hi nhưng mà chắc là không được rồi sao em muốn xin lỗi hả ờ Em cũng không thể tới dự tăng lễ được nữa Chú Si sì quan Đã đối xử rất tốt với nhà em Mà em nhắn tin cũng không đúng phải không anh Cũng hơi hơi Thà là em về thuyết phục mẹ mình Em không làm được Mẹ còn không muốn nghe Vậy thì em đừng có làm gì hết Không làm nữa Em cứ ở yên đó đi Cũng đâu thể giải quyết bằng một tin nhắn được à... Quả nhiên Quả nhiên gì chứ Quả nhiên là em rất hiền lành đó <laughs> mẹ em nghe thấy chắc cười ngất luôn quá em là đứa xấu xa nhất trong nhà em đó tính cách chẳng ra gì đầu óc kém thông minh đúng là mẹ của em làm rất nhiều chuyện xấu nhưng mà lại càng ngày càng làm sai hơn nữa nếu anh là mẹ của em thì tốt biết bao nhiêu vậy thì không biết chừng em sẽ được nuôi nấng tử tế em phải luôn suy nghĩ như vậy rồi sống thật tử tế mới phải chứ ờ à, anh định uống vài ly cho tỉnh táo đầu óc em uống cùng không <laughs> cũng được đó <laughs> Dừng lại đi, mỏi tay lắm đó. Bà đã thấy thoải mái rồi. Cảm ơn con nha. Dạ, không có gì. Mẹ con về nhà trễ như vậy sao? Dạ. Ơi trời ơi, bỏ con cái ở nhà một mình là mẹ cái kiểu gì vậy? Đúng là người không biết suy nghĩ gì hết. Sao vậy? Con massage cho bà là vì muốn bà thấy vui hơn. Nhưng mà bà lại mắng mẹ của con. Làm con bối rối, con phải xoa bóp da cho bà hay là không nên. Con đang phân dần. Thì ra là như vậy. Bà biết rồi, bà sẽ không la mẹ con nữa. À... Nè, cho con tiền nè. Dạ thôi, nhiều quá. Nhớ tiết kiệm đó. Con cảm ơn bà. Người lớn cho tiền thì phải nhận lấy Cầm lấy tiền mua bánh gạo ăn với các bạn đi Dạ con cảm ơn Con cảm ơn cô nhiều Con mau về phòng ngủ đi Dạ Con trước vào ngoại ngủ ngon Được rồi Sao mình lại nhớ tới mấy chuyện không đâu vậy chứ còn rất nhiều thức ăn và nước canh thừa Dạo này không có khách tới nhiều Vì kinh doanh cũng không được như trước nữa Phải làm sao đi Chúng ta phải bỏ hàng sao à, Mấy cái đó trước đây làm như thế nào vậy Thường thì sẽ mang tới trại trẻ mồ côi Có thời gian không thừa nên không gửi tới đó nữa à, Vậy thì cô cứ hỏi thử Rồi gửi thức ăn cho họ Với những người già ở chung cư nữa Chứ đừng đem đi bỏ như vậy Dạ tôi biết rồi à, Tiền phí ở khu văn phòng Kimbo đã nhận được chưa Dạ rồi. Không biết có phải là bán quá rẻ hay không? So với lúc mua tòa nhà thì chỉ được giá gần một nửa thôi. Hầu hết tiền mặt đều đầu tư trái phiếu hết. Dạo này nhà hàng cũng không có doanh thu. Việc đầu tư phim truyền hình cũng phải mất thời gian mới lấy lại tiền được. Chúng ta còn phải trả lương cho nhân viên nữa. Nên còn biết làm sao đi. Cứ bán đi. Ừ. Sao vậy? Bà giám đốc nhất định sẽ không bán lỗ vậy đâu. Từ nay tất cả sẽ do tôi quyết định ngoại trừ khu căn nam ra toàn bộ bán hết. Dạ. À, có có mang thứ mà tôi nhờ lần trước không? Dạ, cái đó tôi không biết mật mã. Ừ. Được, tôi biết rồi. ngày sinh của mẹ mật khẩu nhà lẽ nào là sinh nhật của mình ôi à thiệt là con á con đang làm quá sức rồi đó con mới trải qua chuyện lớn như vậy cứ từ từ làm thôi dạ không đâu con phải làm việc chứ với lại con thấy rất nhiều ý địa điểm chỗ chi nhanh mới mà sao chú tìm được chỗ đẹp như vậy chứ Ê kinh doanh cái gì cũng giống nhau hết ừ. nhưng riêng bán thức ăn á thì địa điểm chiếm một nửa chỗ ừ. đó chính là một chỗ tốt nhất của hàn quốc này đó <laughs> đó chính là giấc mơ của những người làm đầu bếp như chúng ta <laughs> là cậu chung hun cùng với công ty gân đã chạy cho chú biết đó thật sao chú à mà chú có chuyện này nhờ con giúp cô Cung xuân á à dạ dạ con vẫn đang diễn biến mật mà con cũng không kể chuyện bạn của chú có đến nếu cô ấy biết chú là chuyên gia về ẩm thực Hàn Quốc thì chắc cô ấy xỉu luôn cho coi. Đúng vậy đó. Nhưng mà chú á, chú không muốn phân thắng bại như vậy đâu. Chú là đàn ông mà, chú muốn có được tình yêu chân chính. À, chú ơi, tất nhiên rồi, cô cũng xuân đâu phải ngựa vậy, chú đừng có lo. <laughs> thật vậy hả? Nhưng mà chỗ đó chắc rất là đắt đó chú. Đương nhiên. Chú đâu phải là người trả tiền Chú đâu phải là người giàu có đâu uhm, Thật ra đều nhờ gân giúp chú dạ chà dạ, đúng là đến đúng lúc ghê luôn đó dạ cho con xin lỗi chú nè anh định đầu tư cho chi nhánh mới hả ừ anh đang định kiếm chút tiền ừ sao không nói với em chứ em muốn mở gấp vậy sao cứ từ từ mà làm thôi nè sao cậu không chịu nghe hiểu hả cô ấy đang phấn khởi lắm nhìn thấy chỗ đó là thích liền dạ em đang vui lắm không biết sao mà lại có thể tìm được chỗ đó đây chính là ý tưởng của chú rể đó <laughs> à, Vậy thôi chú xin phép đi trước đây Chú có hẹn khác rồi ừ. Mà chú đã tụ tập Đủ những người từng làm đầu bếp Với chú ngày xưa về đó rồi Ba wow. Bóc E Bà đợi đó Yêu mừng Hi Đang đến đây <laughs> Dạ chú à, đi Hà, Dạ chào chú <laughs> Ê anh ơi <laughs> Em thích vậy sao? Em thích lắm chứ Em thấy có lỗi gì phải Giờ ngày cưới lại à, Chuyện nên làm thôi mà Anh đã chờ được 30 năm rồi Đợi thêm thời gian nữa có sao đâu 30 năm? Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ <cười> <cười> Trước giờ anh đâu có nói mấy lời này chứ Em phải lấy làm vinh hạnh đó nha Mẹ của anh mà biết chắc bất ngờ lắm luôn Chúng ta cứ tới chào mẹ Như là đã định đi anh Được rồi Chờ ổn định được nhà hàng mới rồi trong lòng chúng ta vui trở lại lúc đó hẳn cưới Bây giờ nghĩ tới ba thôi Trong lòng anh cũng thấy rất buồn đó Làm sao mà tổ chức lễ cưới được Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em Nếu biết ơn thì em đừng có cố quá sức <cười> Dạ <cười> Có nhiều thứ phải phê duyệt quá Chừng nào mới mở được trang chủ vậy Dạ chắc là khoảng tuần sau sẽ xong những bài quảng cáo khuyến mãi với các hoạt động dùng thử sản phẩm vẫn được chuẩn bị chứ. Một tuần sau, bộ phận quảng cáo sẽ nộp lên bản kế hoạch về việc khuyến mãi cũng như sự kiện dùng thử sản phẩm mới. Nè, phản ứng của người dùng thử đang tốt lắm. Việc phát triển các sản phẩm mới đi kèm cũng đang được hoàn thành rồi. Đây chính là thiết kế mẫu thử liên quan tới sản phẩm mới như đã nói. Tất cả đều được cho làm thực nghiệm lâm sàng rồi. Bây giờ đã cho ra mắt, cũng không có vấn đề gì. Ờ, tôi xin phép nha. Anh cũng vất vả nhiều rồi Anh còn tìm hiểu chỗ để mở chi nhánh mới Anh thì thấy chỗ đó thì vui lắm Cảm ơn anh Cảm ơn gì Ê, Nhưng mà bây giờ đúng là không còn tâm trí Vừa phải tới chỗ nhà hàng xem xây dựng thế nào Rồi phải tới bộ phận kinh doanh xem qua sản phẩm mỹ phẩm Rồi chuẩn bị mở trang web Còn phát triển sản phẩm mới Hoạt động dùng thử Ê cha Nè, nhưng mà Anna của anh có khỏe không vậy? Sao? Lúc em ấy tập đi anh dính chặt mà. Thấy buồn hả? <laughs> Sao rồi? Hai người thân hơn chưa? Thân cái gì? Nè, đám cưới của cậu còn dời lại thì tiến độ của tôi có nhanh được không? <laughs> Sao những người xung quanh em đều không được yêu tốt đẹp vậy? Dù yếu sang 술 ăn hả? Nè, Inhi đến chỗ cửa hàng chi nhánh rồi Ai, Vậy thì cứ để con chuẩn bị cho hai duôn ăn là được rồi mà Con làm in A bé nhỏ này làm hả Là cô con gái tài việc làm sao <laughs> Lúc còn nhỏ con không làm gì hết có đúng hay không cô Đương nhiên rồi Là chị con làm hết cho mà Nhưng mà lúc đó con dễ thương lắm à, Thấy con thoải mái như vậy Thì con đúng là anh A thật rồi Lúc trước nghe nói anh A quay về Nhưng lại phải tìm ba con lúc nào cũng bận rộn hết Dạ đúng đó Trong đầu cô chỉ nhớ tới mỗi Anna lúc 6 tuổi mà thôi Cô cũng phải cần thời gian mới gần gũi với con được <laughs> Bây giờ đã được chưa? Chuẩn bị xong rồi đây <cười> <cười> à, Bài hát đó Con vẫn còn nhớ Con cũng mau mau khỏe trở lại Rồi làm việc đi nghe chưa Chị gái của con bây giờ đã trở thành doanh nhân rồi Dạ Um, trang phục chị mặc không thông báo phim mới đâu rồi bộ đó à vậy phải làm tóc làm sao cho nổi bật một chút đi hay là làm giống mẹ như mẹ hả chị không thích tóc như mẹ đâu sao vậy em thấy tóc của mẹ cũng đẹp lắm mà <laughs> chị không thích làm tóc kiểu khác đi ừ mẹ và con gái có cùng một kiểu tóc trên trường quay nhìn sẽ hay hơn đó lúc bốn tuổi làm vậy còn được bây giờ thì không được đâu À, dạ 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 thôi được rồi em sẽ làm cho chị một kiểu tóc thật là nổi bật và nhã nhặn ừ uhm... mà chị nè em bắt đầu thấy thích chị nhiều hơn rồi đó lúc mà ba của ân hi mất á thì chị đã hành xử nhẫn nhịn hơn chị là chị chồng đó nghe chưa sao lại nói chị chồng mình như vậy chứ <laughs> dạ em xin lỗi chị nè mông xuân giống ba mình hay là giống mẹ mình vậy em hả <laughs> em không biết nữa em còn không biết mặt đám người đó ra sao đám người đó dạ mấy người cha mẹ mà không tốt bỏ rơi con cái của mình á đều bị chửi như vậy hết đừng có dạy từ đó cho hai nghe chưa chị thấy lo lắng rồi hả à, đúng đó đột nhiên nổi với gà <laughs> em biết rồi em sẽ không bày cho hai những thứ đó đâu mà chị nè chị đã làm những chuyện có thể làm cho hai rồi cảm ơn chị đã nói như vậy ở phiên tòa cuối nha. Ân ừ, Hi lúc đó chỉ biết đứng khóc thôi. Nè, tối qua có người bên tạp chí đến phỏng vấn đó ở nhà chúng ta sao ừ mẹ muốn quảng cáo bộ phim mới mẹ đã nói sẽ cho họ phỏng vấn ngôi sao tại nhà mà đúng lúc đó phóng viên du cũng xuất hiện nữa lúc con còn nhỏ phóng viên du toàn viết bài hay về con đó à con nhớ mà mẹ là phóng viên suốt ngày quấn lô tóc ở à, trên đầu á hả đúng đó đúng đó <laughs> phải rồi đúng là cô ta có một chút không bình thường nhưng viết bài rất hay <laughs> nè dạ yeah. con cũng phải làm cho tốt đó nha ha một đứa con dâu không có thứ gì dù vậy mà mẹ vẫn cho hai đứa kết hôn với nhau thì cũng phải khiến người ta khen mẹ chứ xin lỗi nha ừ chị không biết đó thôi em không thích nghe những lời không tốt Tai của em hay lắm đó em nói sao chứ sao con không báo cáo chuyện kinh doanh nhà hàng lên cho ba ờ dạ Bà phải ráng chờ tới 6 giờ chứ Con định chiều tối sẽ báo cho ba Trời trời Con cũng phải báo càng sớm càng tốt chứ Vậy thì đã không bị nghe chửi rồi <laughs> Con nít cũng không làm giống ba đâu ừ. Nếu kinh doanh nhà hàng tốt đẹp Thì cũng sẽ giúp được rất nhiều cho các công ty con khác Trong buổi lễ kỷ niệm công ty Con định sẽ cho sản xuất Vài tập phim ngắn cho tập đoàn ừ. Chị nhánh nhà hàng mới hôm nay khai trương hả ừ. Dạ không Cuối tuần này khai trương vị trí cũng được đó ừ. mở nhà hàng đối diện trước nhà hàng của bà bóc bóc e bà bà có biết chuyện gì càng sốc hơn không trong nhà hàng của anh hi có một chú là chuyên gia ẩm thực hàn quốc thiệt ha vậy tốt rồi bà muốn thấy mặt bà bác quá chiều nay chắc là bà bác sẽ biết chuyện thôi <laughs> cậu nói sao cậu có dám chắc không chị có cậu ra ngoài đi dạ yeah. tòa nhà của chúng ta đều đã bị li hung ghen và li ghen vu mua sao đám người này thật là đúng là không còn gì để nói là ai vậy dạ là tôi đây cô còn đứng đây để làm gì? Hình như là đối diện tòa nhà của chúng ta mới mở một nhà hàng mới. Là tòa nhà đang cho xây dựng phải không? Dạ. Nhà hàng? Nhà hàng gì vậy? Ai dám mở nhà hàng trước nhà hàng của tôi? Nào, xin mời mọi người vào. <laughs> còn tới sao hả? Con xem thử vào một lần đi. <laughs> là nhà hàng đầu ta ở đây. Tuyệt đúng không? Chờ đó, tập đoàn của chúng ta đã bắt đầu kinh doanh nhà hàng, lần đầu chuyển nhượng quyền kinh doanh đó Trời <laughs> ơi, ơi, hai người không thể đứng đây hoài được Trước tiên vào trong rồi nói chuyện, mau đi thôi <laughs> Dạ Đi, mau <Ha>, đi <laughs> Các người đang làm cái gì vậy? <laughs> là cô sao? Cô mở nhà hàng trước nhà hàng của tôi à? Đúng, là tôi đó Ba cô thì tới nhà hàng của tôi quậy phá Bây giờ con gái của ông ấy tới đây để mở nhà hàng. Mấy người điên hết rồi sao? Muốn đánh bại tôi bằng thức ăn à? Là cô sao? Đúng. Tôi muốn đánh bại bà bằng chính thức ăn đó. Bà của tôi đã mất rồi. Nhưng mà tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi.